Mến chào quý vị và bạn, chào mừng quý vị và bạn đến với huyện Nam Từ Liêm. Và trong đầu video thì Duy sẽ tạm gọi cái tên cũ đó là quận Từ Liêm. Vâng thưa quý vị, Duy đang đi hướng trên quốc lộ 32 về phía trung tâm thành phố Hà Nội. Thời điểm Duy quay đó là buổi sáng tầm 8 giờ. Một buổi sáng mùa thu, trời thời tiết rất là đẹp, ở ngoài nhiệt độ khoảng tầm 25 độ C thôi. Thưa quý vị, huyện Từ Liêm là một trong những cái huyện cũ của thành phố Hà Nội. Trước khi tỉnh Hà Tây được sáp nhập vào thành phố Hà Nội thì huyện Từ Liêm nằm ở phía tây của thủ đô, và hiện nay thì dường như nó nằm ở trung tâm của Hà Nội mở rộng. Vào năm 2014, huyện Từ Liêm giải thể và thành lập thành hai quận mới của Hà Nội, đó là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. Đây, bây giờ chúng ta con phố này, đoạn quốc lộ 32 này, thì bên phía tay trái của chúng ta có thể nhìn thấy là cái tuyến metro, tức là cái đường sắt trên cao đấy quý vị. Và cái tuyến đường sắt này thì nó bị lỡ hẹn rất là nhiều lần, tức là lỡ hẹn về cái hạn mục xây dựng cũng như là đưa vào sử dụng, và nó đội vốn rất là lớn. Và bây giờ thanh tra chính phủ đang vào cuộc, và sắp tới có thể là có rất là nhiều những cái diễn biến về cái tuyến đường sắt metro trên cao này. Và tuyến đường sắt này thì nó là cái tuyến trôn nhổn và đi bến xe Yên Nghĩa đấy. Tên huyện Từ Liêm thì được đặt vào năm Vũ Đức, tức là năm 621, tức là khá là lâu đời rồi. Nó còn lâu đời hơn cả cái kinh thành Thăng Long xưa. Huyện Từ Liêm thì được lập với lại sáp nhập với lại Hà Nội cũ, bao gồm có xã Cổ Nhuế này, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thụy Phương, Xuân La, Nhật Tân, Quảng An và Phú Thượng, Tứ Liên. Ở trên tuyến đường này thì có các cái trường học, ví dụ như là cái trường Đại học Công nghiệp Hà Nội này. Rồi đi thẳng nữa thì chúng ta sẽ đến khu vực trường Đại học Thương mại. Vào ngày 27 tháng 12 năm 2013 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị quyết và điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Từ Liêm để thành lập thành hai quận và 23 phường thuộc thành phố Hà Nội. Quận Bắc Từ Liêm trên cơ sở toàn bộ các cái diện tích tự nhiên và dân số của các xã như Thượng Cát, Liên Mạc này, Tây Tựu, Thụy Phương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế. Đó là những cái xã mà bên cái bờ sông Hồng, dọc bên cái bờ sông Hồng, đó là huyện Bắc Từ Liêm. Và huyện Bắc Từ Liêm thì hiện tại, quận Bắc Từ Liêm hiện tại thì có 13 phường. Phường Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đông Ngạc, Đức Thắng, Liên Mạc, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Tây Tựu, Thượng Cát, Thụy Phương, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo. Có thời gian Duy sẽ di chuyển đến các cái khu vực đó để quý vị xem. Nhưng mà tựu chung lại thì những cái khu vực đó lên quận lên là những cái nhà cao tầng mọc lên rất là nhiều. Và đi trên đây bên tả bên hữu thì Bắc và Nam, bên tay phải của Duy đó là Nam, và bên tay trái một đoạn nữa là Bắc. Quận Nam Từ Liêm thì được thành lập trên cơ sở là toàn bộ của cái đất tự nhiên của các xã như Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ. Bây giờ quận Nam Từ Liêm ấy thì gồm có 10 phường, gồm phường Cầu Diễn, Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, Phú Đô, Tây Mỗ, Phương Canh, Trung Xuân và Xuân Phương. Và bây giờ cái tên huyện của gọi là huyện Từ Liêm đã bắt đầu chính thức được giải thể cho đến bây giờ. Còn trong tương lai thì không biết là đến bao giờ nó có sự thay đổi hay không.
Từ Liêm thì giáp với lại các huyện như Hoài Đức này, Đan Phượng, rồi giáp với quận Cầu Giấy, Tây Hồ, ở quận Thanh Xuân, quận Hà Đông và cả về huyện Đông Anh này. Rất nhiều. Phía trước chúng ta đã thấy xuất hiện những ngôi nhà cao tầng rồi. Quý vị và các bạn đang xem video clip của Duy, và Duy đang phát trên kênh Duy Trần. Quý vị nhớ ủng hộ Duy bằng cách nhấn like cũng như chia sẻ video để người biết đến hơn. Duy sẽ chia sẻ về các cái tuyến phố đường Hà Nội, rồi các cái địa điểm du lịch Hà Nội cũng như là các cái tỉnh thành mà Duy có điều kiện Duy đi qua, Duy sẽ quay. Còn nếu mà quý vị muốn tìm hiểu sâu hơn về ẩm thực này, về văn hóa thì hãy vào kênh Hà Nội Phố. Đó cũng là một kênh của Duy lập ra chia sẻ về từ văn hóa của người Hà Nội cũng như là các tỉnh thành cả nước mà Duy có điều kiện đi. Để bên phim này thì chúng ta đã đến một cái con đường mới, đó là con đường Hồ Tùng Mậu. Sân Mỹ Đình thì thuộc quận Nam Từ Liêm quý vị. Bây giờ chúng ta sắp sửa đến cái nghĩa trang Mai Dịch. Nghĩa trang Mai Dịch là một trong những nghĩa trang gọi là dành cho những cái khách hàng VIP, những cái người có công trạng với lại Tổ quốc. Trong đó thì có các cái đại tướng, các cái bộ trưởng hay nằm trong đó. Lúc này đã là 8:17 rồi, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng các cái phương tiện di chuyển rất là đông. Đã hết giờ cao điểm rồi nhưng mọi người vẫn tấp nập đi lại. Và chúng ta có thể quan sát thấy ngoài đường thì thời tiết rất mát mẻ, khoảng 27 độ C. Thời tiết này thì ra đường mặc những cái bộ quần áo nào cũng được. Và Duy cũng rất là thích cái không khí tiết trời thu Hà Nội. Trời thu Hà Nội thì nó mang cho mình một cái màu vàng, một cái màu vàng của ánh nắng, gọi là màu vàng yếu ớt của tia nắng. Chính cái màu yếu ớt đó nó phủ lên những con đường, những chiếc xe, rồi những cái con người, một cái màu vàng rất là đẹp. Rồi chỗ này chúng ta tắt đường, và tắt đường xảy ra thì do xe buýt nó đỗ ở bến và các phương tiện sẽ bị tắc nghẽn ở đây. Chúng ta đang đi trên đường Hồ Tùng Mậu thuộc Nam Từ Liêm. Đoạn này thì vẫn thi công quý vị. Một số đoạn đường vẫn thi công, đó là thi công những cái nhà ga, nhưng mà bây giờ nó dừng hoạt động hết rồi. Cái tốc độ trung bình của cái đoàn tàu này nó rơi khoảng tầm 35 km/h quý vị. Và nó qua các cái điểm dừng. Nói chung là tốc độ cũng khá là chậm. Và cũng không biết là trong tương lai nếu mà nó được vận hành ấy thì nó có thu hút và nó có tiện lợi cho người Hà Nội hay không. Bởi vì với lại cái dân số, với mật độ dân số rất là lớn ở thủ đô Hà Nội, các cái phương tiện giao thông công cộng thì chưa đáp ứng đủ cái nhu cầu sử dụng của người dân, cho nên là chính quyền có rất là nhiều các cái giải pháp, nhưng mà cái giải pháp của chính quyền Duy thấy rằng nó chậm chạp và khi thực thi thì nó rất là kém. Bây giờ chúng ta đến cái đoạn giao giữa
con đường Nguyễn Cơ Thạch ở bên phía tay trái, ở bên tay phải của chúng ta. Rồi bên phía tay trái đó chính là Nghĩa Trang Mai Dịch. Đến đây thì chúng ta đã đến hết cái địa phận của quận Nam Từ Liêm đấy quý vị ạ. Hết Nam Từ Liêm là chúng ta sẽ đến quận Cầu Giấy. Và video của Duy khám phá về tuyến đường 32, một cái cung đường của quận Nam Từ Liêm, và ngày trước nó là Từ Liêm, huyện Từ Liêm, cũng xin được tạm dừng ở đây. Quý vị nhớ chia sẻ, nhấn like video để ủng hộ Duy, và nhớ bình luận góp ý cho Duy. Hẹn gặp lại quý vị trong những trải nghiệm sắp tới trong kênh Duy Trần.